Romelu Lukaku là một sát thủ lợi hại. Đây là điều không phải bàn cãi với những gì anh thể hiện tại Everton. Và hãy cùng phân tích kỹ hơn tại sao Lukaku chứ không phải là ai khác sẽ là cầu thủ tạo nên sự khác biệt trên hàng công MU. Không cần phải so sánh số liệu đâu xa, Romelu Lukaku là một chân sút lợi hại chỉ bằng vài thống kê đơn giản. Ví dụ, kể từ ngày ngôi sao người Bỉ ra mắt Everton vào năm 2013 đến nay, anh đã ghi tới 68 bàn thắng tại Premier League. Trong cùng khoảng thời gian này, chỉ có đúng hai cầu thủ ghi nhiều hơn Lukaku là Sergio Aguero 86 bàn của Man City và Harry Kane của Tottenham 78 bàn. Tuy nhiên, những con số kiểu này có vẻ hơi chung chung và khó mà hình dung được đẳng cấp của Lukaku. Hãy đi vào những thống kê sâu hơn. Một tiền đạo ghi được nhiều bàn thắng chắc chắn phải là một tiền đạo giỏi. Tại Premier League mùa giải 2016-2017, cầu thủ người Bỉ chỉ tung ra tổng cộng 110 cú dứt điểm và ghi được 25 bàn thắng. Thống kê này có nghĩa cứ trung bình 4,4 lần dứt điểm, Lukaku sẽ ghi một bàn. Đây là một con số quá đỗi ấn tượng nếu so sánh với những chân sút lớn khác. Ví dụ, cầu thủ ghi nhiều bàn nhất Man United vừa qua, Zlatan Ibrahimovic, phải mất trung bình 6,8 lần dứt điểm mới ghi được một bàn. Sergio Aguero phải mất trung bình 6,9 lần bắn phá khung thành mới có được bàn thắng. Alexis Sanchez cũng phải mất tới 5,3 cú sút mới có được bàn thắng. Nếu đem so sánh với hai siêu sao ngoài hành tinh là Ronaldo và Messi ra sao? Tại La Liga mùa trước, Ronaldo đã có 162 cú sút và anh ghi được 25 bàn, có nghĩa là trung bình 6,4 cú sút một bàn, kém hơn Lukaku. Đến Lionel Messi cũng phải mất 4,5 lần dứt điểm mới có được một bàn, với 167 cú sút trên 37 bàn thắng. Như vậy, chỉ với 4,4 lần sút bóng đã ghi được một bàn, Romelu Lukaku chính là tiền đạo sở hữu khả năng tận dụng cơ hội tốt nhất châu Âu mùa giải vừa qua. Thêm một so sánh đơn giản khác, tiền đạo vừa gia nhập Arsenal, Alexandre Lacazette, cũng được xem là chân sút khét tiếng ở châu Âu mùa vừa qua. Tuy nhiên, khi tìm hiểu sâu hơn về cầu thủ này mới biết, Lacazette chỉ biết ghi bàn bằng chân phải. 87,1% bàn thắng Lacazette ghi tại League One mùa trước đến từ chân phải của anh. Ronaldo cũng ghi phần lớn bàn thắng bằng chân phải, 16 trên 25 bàn. Messi thì dĩ nhiên đa phần ghi bàn thắng bằng chân trái. Tuy nhiên, với Lukaku, trong 25 bàn thắng anh ghi tại Premier League mùa trước, có 12 bàn chân trái, 7 bàn chân phải và 6 pha đánh đầu. Đây là những con số chứng minh cho thấy khả năng dứt điểm vô cùng toàn diện của tiền đạo người Bỉ. Một tiền đạo dứt điểm chính xác, đa dạng và luôn thi đấu nhiệt huyết, cháy hết mình như Lukaku, xứng đáng với số tiền mà Man United bỏ ra. Chỉ hy vọng rằng Jose Mourinho sẽ xây dựng một lối chơi phù hợp với sở trường của anh nhất. Bạn có nghĩ Romelu Lukaku sẽ thành công tại Old Trafford? Hãy comment bên dưới video cho chúng mình biết nhé! Còn điều gì thú vị về bóng đá mà bạn biết? Hãy gửi về cho chúng mình qua địa chỉ bên dưới nhé! Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ bóng đá nữa! Without football, my life is worth nothing! Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo trên bóng đá.com.vn nhé!